Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba 30 tháng 1, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần thứ hai sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại bầu khí yêu thương tiếp đón mọi người của Cộng đoàn Giáo xứ Các Thánh Tử đạo Uganda ở Roma. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Thánh Linh trong tương quan với Chúa Cha. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức. Vatican, Đức Thánh Cha đề cao tương quan giữa lĩnh vực lương tâm và các vụ án cứu sát hôn phối vô hiệu và ngài cảnh giác đừng phản bội lương tâm. Đức Thánh Cha trình bày lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 29 tháng Giêng dành cho các vị thẩm phán và thượng thẩm Rota ở Roma nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới. Ngài nói, mối liên hệ chặt chẽ giữa lĩnh vực lương tâm và lĩnh vực các vụ xét xử hôn phối mà anh em thi hành hàng ngày đòi anh em phải tránh làm sao cho việc thực thi công lý bị thu hẹp vào một hoạt động bàn giấy thuần túy. Nếu các tòa án của giáo hội rơi vào cám dỗ ấy, thì sẽ phản bội lương tâm Kitô. Chính vì thế, trong các vụ xét xử vắn tắt các vụ án hôn phối, không những tôi đã quy định rằng cần phải làm nổi bật minh bạch vai trò canh chừng của giám mục giáo phận, nhưng đồng thời cũng nêu bật sự kiện chính giám mục là thẩm phán bẩm sinh trong giáo phận được ủy thác cho ngài. Vì thế, giám mục xét xử ở cấp 1 những vụ tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Chúng ta phải làm sao để lương tâm của các tín hữu gặp khó khăn về hôn nhân đừng khép kín đối với một hành trình ơn thánh. Chúng ta có thể đạt tới mục đích đó bằng sự đồng hành mục vụ với sự phân định lương tâm qua các hoạt động của các tòa án hôn phối. Vatican, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại thái độ dửng dưng trong cuộc chiến đấu chống lại nạn bài Do Thái. Ngài nhấn mạnh điều này trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 29 tháng 1 dành cho 150 tham dự viên Hội nghị quốc tế về trách nhiệm của các quốc gia, các tổ chức công quyền và cá nhân trong cuộc chiến chống lại nạn bài Do Thái và những tội ác liên quan đến sự oán ghét chống Do Thái. Đức Thánh Cha nhận xét rằng kẻ thù cần chống lại trong cuộc chiến đấu này không phải chỉ là sự oán ghét dưới mọi hình thức, nhưng còn là sự dửng dưng ở căn cội thái độ oán ghét ấy, vì sự dửng dưng làm tê liệt và cản trở thực thi điều đúng đắn, dù người ta biết đó là điều đúng. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, đứng trước virus dửng dưng, đâu là thuốc chủng ngừa cần phải sử dụng? Ngài trả lời, trước tiên là ký ức. Ký ức là chìa khóa tiến vào tương lai và trách nhiệm của chúng ta là dạy ký ức một cách xứng đáng cho các thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha giải thích rằng vấn đề ở đây không phải chỉ là trở lại quá khứ. Tương lai chung của người Do Thái và Kitô hữu đòi chúng ta phải nhớ vì không có tương lai nếu không có ký ức. Chính lịch sử là ký ức tương lai. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng chúng ta hãy giúp đỡ nhau phát triển một nền văn hóa trách nhiệm, văn hóa về ký ức và sự gần gũi. Chúng ta hãy thiết lập một liên minh với nhau chống lại sự dửng dưng. Trợ lực trong vấn đề này chắc chắn là phải tăng cường thông tin và nhất là tăng cường việc huấn luyện là điều quan trọng hơn. Cần cấp thiết giáo dục các thế hệ trẻ để họ tích cực dấn thân trong cuộc chiến chống lại oán ghét và kỳ thị, vượt thắng những đối nghịch trong quá khứ và không bao giờ mệt mỏi trong việc tìm kiếm tha nhân. Roma, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu tín thác nơi sự phù giúp của Mẹ Maria là nơi nương náu và là đấng không bao giờ coi rẻ những lời nguyện cầu của con cái mẹ.
Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng Chủ nhật 28 tháng Giêng vừa qua tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Nhân lễ di chuyển về Roma, bức ảnh Đức Mẹ cổ kính là phần rỗi của dân Roma. Đây cũng là lần thứ 59 Đức Thánh Cha Francisco đến cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ tại đây. Trong số các vị đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Giám quản Stanislaw Ryuko, một số giám mục và kinh sĩ đoàn của đền thờ. Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện trước đây những người bị bắt hại và những người túng thiếu thường chạy đến các phụ nữ quý tộc để nương náu và xin giúp đỡ. Áo choàng của các phụ nữ này được coi là bất khả xâm phạm, trải rộng như dấu chỉ đón tiếp và bảo vệ. Đó là hình ảnh vai trò của Đức Mẹ đối với các tín hữu. Mẹ là phụ nữ cao quý nhất của nhân loại. Áo choàng của mẹ luôn mở rộng để đón tiếp chúng ta. Đức Mẹ gìn giữ đức tin, bảo vệ các tương quan, cứu vớt trong những cơn bão tố và bảo vệ chống lại sự ác. Nơi nào có mẹ trong nhà thì ma quỷ không vào được. Nơi nào có mẹ thì bão tố không lứt thắng, sợ hãi không đè bẹp. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mẹ không phải là điều tùy nghi nhưng là di chúc của Chúa Kitô. Chúng ta cần mẹ như của ăn đàng bồi bổ sức lực, như em bé được mẹ bồng ấm. Thật là một nguy hiểm lớn cho đức tin nếu ta sống không có đức mẹ, không được sự bảo vệ của mẹ, để cho cuộc sống chúng ta bị thổi đi như những lá cây bị gió cuốn. Roma, Đức Thánh Cha cảm ơn các tín hữu Công giáo Ukraine vì lòng trung thành với Thiên Chúa và người kế vị Thánh Phêrô và vì thế nhiều khi đã phải trả giá đắt đỏ. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Sofia và gặp gỡ cộng đoàn các tín hữu Công giáo Ukraine Đông Phương từ lúc 4 giờ chiều Chủ nhật 28 tháng 1 vừa qua. Đón tiếp Đức Thánh Cha khi Ngài đến đây, có Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav, giáo chủ Công giáo Ukraine từ thủ đô Kiev đến, Đức Hồng Y Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, Đức Giám mục đặc trách các tín hữu Công giáo Ukraine tại Italia và khoảng 3.000 tín hữu ngồi chật nhà thờ và đứng chật khuôn viên bên ngoài của Thánh đường. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav, Đức Thánh Cha nhắc đến những anh hùng đức tin của giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương. Đứng đầu là Đức Hồng Y Lipi, người đã bị cầm tù 18 năm trong tù ngục của chế độ Liên Xô và là người đã xây dựng Vương cung Thánh đường Thánh Sofia ở Roma này. Vị thứ hai là Đức Giám mục Smin dòng Đông Bosco, thời dạy cũ của Ngài ở Buenos Aires, và Ngài đã giúp lễ khi lên 12 tuổi và đã học hỏi về phụng vụ Công giáo Đông Phương Ukraine. Sau cùng là Đức Hồng Y Husa, Tổng giám mục trưởng của giáo hội này và là người cùng được phong hồng y với Ngài. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu luôn giữ cho giáo xứ như nơi gặp gỡ với Chúa Kitô hàng sống. Là nơi gặp gỡ, giáo xứ cũng là nơi chữa lành cô đơn, chiến thắng cám dỗ tự cô lập và khép kín, kín múc sức mạnh để vượt thắng sự co cụm vào mình. Giáo xứ là nơi chia sẻ vui mừng và cơ cực, những gì đè nặng trên tâm hồn, những bất mãn trong cuộc sống và sự nhớ nhà. Tiếp đến là Chúa Kitô sinh động mà chúng ta gặp trong giáo hội, trong phụng vụ và trong lời Chúa. Đức Thánh Cha nói, giáo xứ không phải là một viện bảo tàng lưu giữ những kỷ niệm quá khứ hoặc là biểu tượng sự hiện diện trên một lãnh thổ, nhưng là con tim sứ mạng của giáo hội, nơi chúng ta đón nhận và chia sẻ sự sống mới, sự sống chiến thắng tội lỗi, sự chết, buồn sầu và giữ cho con tim tươi trẻ. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha tại cuộc gặp gỡ, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav đã trình bày tình hình cộng đoàn người Ukraine ở Italia. Con số chính thức là 200.000 và 1/3 là những người trẻ dưới 30 tuổi. Nếu kể cả những người không hiện diện chính thức thì con số này đông gấp đôi. Các tín hữu Công giáo Ukraine thuộc 145 cộng đoàn trên toàn quốc Italia. Mỗi Chủ nhật có khoảng 17.000 người dự lễ và vào những dịp lễ trọng con số này lên tới 70.000 người. Đức Tổng giám mục trưởng cũng nhắc đến tình trạng chiến tranh từ 4 năm nay tại Cộng hòa Ukraine làm cho hàng trăm ngàn người bị thiệt mạng và bị thương. Hàng triệu người phải bỏ gia cư di tản. Đây là một cuộc chiến tranh bị cộng đồng quốc tế quên lãng.
nhưng mỗi ngày đều có thêm người chết vì xung đột võ trang, vì đói lạnh, vì sự dửng dưng của các cường quốc trên thế giới. Đức Tổng giám mục trưởng cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã phát động chiến dịch lạc quyên trợ giúp nhân đạo cho nhân dân Ukraine và đánh động lương tâm Âu Châu trước những người nghèo, người đau khổ, những người ngoại quốc và các nạn nhân bất công ở Ukraine. Angie, Giáo hội Công giáo tại Algeria rất vui mừng vì tin Đức Thánh Cha nhìn nhận cuộc tử đạo của 19 vị tôi tớ Chúa tại nước này. Đứng đầu là Đức Cha Pierre Claveri dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Oran và 7 đan sĩ dòng Trappist. Đức Cha Pierre Claveri, người Pháp, bị giết trong vụ khủng bố bằng xe bom ngày 1 tháng 8 năm 1996 trước cửa tòa giám mục của ngài. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 27 tháng 1 vừa qua, sau khi có tin công bố xác lệnh nhìn nhận các vị tử đạo tại Algeria, Đức cha Jean-Paul Vesco, người kế nhiệm Đức cha Pierre Claveri làm giám mục Oran, đã nói: "Đối với tôi thật là một niềm vui rất lớn vì thấy rằng chứng tá của Giáo hội Công giáo bé nhỏ này, từ khi được đất nước độc lập, là chứng tá muốn là một sự hiện diện thân hữu giữa lòng dân tộc Algeria cho đến độ đổ máu và đã đồng hành với những người bạn Algeria trong những khó khăn của 10 năm tối tăm. Nay chứng tá này được nhìn nhận và giá trị tin mừng của chứng tá ấy được đề nghị như một kiểu mẫu có thể thực hiện được đối với các tín hữu Kitô trên toàn thế giới và cũng là mẫu gương về mối liên hệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo." Mặt khác, trong thông cáo chung công bố cùng ngày 27 tháng 1, Hội đồng Giám mục Algeria gồm 4 giám mục cũng khẳng định rằng giáo hội chúng tôi đang sống trong vui mừng. Đức Giáo hoàng Francisco vừa cho phép ký xác lệnh phong chân phước cho Đức cha Pierre Claveri và 18 người bạn. Chúng tôi được ơn có thể tưởng niệm 19 anh chị em chúng tôi trong tư cách là tử đạo, nghĩa là chứng nhân về một tình yêu lớn nhất hiến mạng sống vì những người mình yêu mến. Đứng trước nguy hiểm về cái chết ở mọi nơi trong nước, dù nguy hiểm đến tính mạng, họ đã chọn sống cho đến cùng tình huynh đệ và thân hữu mà họ đã kết dệt với anh chị em người Algeria vì tình yêu. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe phần 2 sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52. Kính thưa quý vị thính giả, Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 13 tháng 5 năm nay về một chủ đề rất thời sự, đó là Sự thật sẽ giải thoát các con, tin giả và phương thức báo chí hòa bình. Cách đây một tuần, trên trang mạng bằng tiếng Tây Ban Nha, Những Giá trị Tôn giáo có đưa tin Đức Hồng Y Sin O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, một trong 9 hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco, tuyên bố rằng cần phải xét lại thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, do Đức Cố Giáo hoàng Phaolô VI ban hành năm 1968 vì nhiều gia đình Công giáo không đồng ý với văn kiện này của Đức Giáo hoàng. Hãng tin ANSA của Italia đã lấy lại tin này và thêm rằng Đức Hồng Y O'Malley đã đưa ra lời tuyên bố trên đây trong buổi khai mạc ghế giáo sư mới Gaudium Espes vui mừng và hy vọng ở Giáo hoàng Học viện Paolo II ở Roma. Theo tin giả này, Đức Hồng Y cũng cho biết với tông huấn Amoris Laetitia niềm vui yêu thương, Đức Giáo hoàng Francisco gặp vấn đề với một phần các tín hữu Công giáo ở Hoa Kỳ, đặc biệt là những người có lập trường cứng rắn, bảo thủ, thuộc vào số những người có ảnh hưởng lớn trong giáo hội và xã hội. Đức Hồng Y O'Malley đã ra tuyên ngôn quyết liệt phủ nhận những điều trên đây và ngài gọi đó là tin giả. Sự kiện hãng tin ANSA uy tín của Italia cũng bị lầm và phổ biến một tin giả như thế cho thấy tính chất thời sự của sứ điệp của Đức Thánh Cha về tệ nạn phao tin giả trong xã hội ngày nay. Thực vậy, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 24 tháng 1 vừa qua, lễ Thánh Francisco de Sales bổn mạng các ký giả, Đức Thánh Cha đã cho công bố sứ điệp của Ngài
Qua đó, Đức Thánh Cha kêu gọi phòng ngừa và vạch trần những tin giả và cố vỏ sự tìm kiếm sự thật, thực thi một phương thức truyền thông xây dựng hòa bình. Trong phần đầu của sứ điệp, Đức Thánh Cha phân tích hiện tượng fake news, tin giả đang lan tràn, đặc biệt qua các mạng xã hội và các phương tiện truyền thông nhắm lường gạt và lèo lái độc giả, và nhiều khi nhắm ảnh hưởng cho những chọn lựa chính trị và thủ lợi về kinh tế. Việc phổ biến tin giả nhiều khi cũng nhắm làm mất uy tín của người khác, trình bày họ như một kẻ thù. Đức Thánh Cha nhận xét rằng tin giả dựa trên chiến thuật con rắn, như trong trình thuật Kinh Thánh về việc con rắn lý luận để cám dỗ bà Eva. Tên cám dỗ có vẻ đáng tín nhiệm và nhắm tới một sự quyến rũ đi thẳng vào tâm hồn con người với những lý lẽ giả tạo nhưng có sức thu hút. Từ sự kiện đó, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng không có sự thông tin ngụy tạo nào là vô thưởng, vô phạt. Vì thế, sự tín nhiệm nơi những gì là sai trái, giả tạo sẽ tạo nên những hậu quả bi thảm và tai hại. Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc tìm kiếm sự thật chính là liều thuốc giải độc hiệu nghiệm nhất chống virus giả dối. Ngài viết, sự giải thoát khỏi giả dối và tìm kiếm tương quan là hai nhân tố không thể thiếu được để những lời nói và cử chỉ của chúng ta là đích thực, chân chính và đáng tin cậy. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết, sự thật sẽ giải thoát các con. Sự liên tục làm ô nhiễm bằng một ngôn từ lừa đảo rốt cục sẽ làm lu mờ nội tâm con người. Văn hào Nga Dostoyevsky đã viết trong cuốn Anh em nhà Karamazov những câu quan trọng theo chiều hướng này. Ai nói dối chính mình và lắng nghe những lời dối trá của mình thì sẽ tiến tới độ không còn phân biệt được sự thật ở trong mình, chung quanh mình, và thế là họ bắt đầu không còn tự trọng và tôn trọng tha nhân nữa. Và vì không còn tôn trọng một ai, họ cũng ngừng yêu thương, và vì thiếu tình thương, họ cảm thấy mình bị chiếm đoạt và để giải trí. Họ chiều theo những đam mê và khoái lạc hạ cấp, và do những tật xấu của họ, họ trở thành như một con thú. Tất cả những điều đó phát sinh từ sự liên tục nói dối người khác và chính mình. Vậy chúng ta làm sao để tự vệ? Thuốc giải độc quyết liệt nhất chống virus giả dối là để cho mình được sự thật thanh tẩy. Theo quan điểm Kitô giáo, sự thật không phải chỉ là một thực tại ý niệm liên quan tới phán đoán về sự việc, xác định nó là thật hay giả. Sự thật không phải chỉ là mang ra ánh sáng những gì tối tăm và trần thực tại như từ ngữ cổ bằng tiếng Hy Lạp chỉ rõ, aletheia, gợi lên, từ này xuất phát từ chữ aletes, có nghĩa là không giấu kín. Sự thật có liên hệ tới đời sống nội tâm. Trong Kinh Thánh, sự thật hàm chứa ý nghĩa nâng đỡ, vững chắc, tín nhiệm như căn ngữ Amen cho thấy, từ đó cũng nảy sinh từ Amen trong phụng vụ. Sự thật là điều ta có thể dựa vào để không bị ngã. Theo nghĩa tương quan này, đấng duy nhất thực sự đáng tin cậy và đáng tín nhiệm mà ta có thể cậy dựa vào, vị chân thật là Thiên Chúa hằng sống. Như lời quả quyết của Chúa Giêsu, Thầy là sự thật. Vì thế, con người khám phá và tái khám phá sự thật khi con người cảm nghiệm nơi chính mình sự trung tín và đáng tin cậy của người yêu mến họ. Sự thật sẽ giải thoát các con. Giải thoát khỏi sự giả dối và tìm kiếm tương quan, đó là hai yếu tố không thể thiếu để những lời nói và cử chỉ của chúng ta là thật, là chân chính, đáng tin cậy. Để phân định sự thật, cần lượng định xem đâu là điều trợ giúp tình hiệp thông và thăng tiến sự thật, và đâu là điều trái ngược, nhắm cô lập, chia rẽ và đối nghịch. Vì thế, sự thật không chỉ đạt được khi nó được áp đặt như một cái gì từ bên ngoài và không có tương quan giữa con người với nhau. Trái lại, sự thật nảy sinh từ những tương quan tự do giữa con người với nhau trong sự lắng nghe nhau. Ngoài ra, người ta không bao giờ ngừng tìm kiếm sự thật vì một cái gì giả dối luôn có thể lẻn vào, cả trong khi nói những điều thật. Thực vậy, một sự lý luận hoàn hảo có thể dựa vào những sự kiện không thể chối cãi, nhưng nếu nó được sử dụng để làm thương tổn người khác và để làm cho họ mất uy tín dưới mắt tha nhân, thì dù nó có vẻ là đúng đắn thế nào đi nữa, trong nó cũng không có sự thật. Từ những thành quả, chúng ta có thể phân biệt được sự thật của những điều được nói ra.
nếu chúng gây ra tranh luận, tạo nên những chia rẽ, làm cho người ta có thái độ cam chịu. Hoặc trái lại, chúng dẫn tới một suy tư có ý thức và chín chắn, tới đối thoại xây dựng và sự chăm chỉ làm việc hữu ích. Hòa bình là tin tức chân thật. Phương dược tốt nhất chống lại sự giả dối không phải là những chiến lược nhưng là con người. Những con người được giải thoát khỏi sự ham hố, sẵn sàng lắng nghe và qua những cố gắng vất vả đối thoại chân thành, họ làm cho sự thật được trỗi lên. Những người được sự thiện thu hút tỏ ra có trách nhiệm trong việc sử dụng ngôn từ. Nếu việc tránh sự lan tràn thông tin giả dối là trách nhiệm, thì điều này có liên hệ đặc biệt tới những người do công việc phải chịu trách nhiệm trong việc thông tin, tức là các ký giả, người bảo vệ tin tức. Trong thế giới hiện nay, ký giả không những thi hành một nghề nghiệp, nhưng còn thực hiện một sứ mạng đích thực của mình. Giữa những ồ ạt của tin tức như cơn lốc, ký giả có nhiệm vụ nhắc nhở rằng nơi trọng tâm của tin tức không phải là việc đưa tin mau lẹ và ảnh hưởng trên độc giả, khán thính giả, nhưng là con người. Vì thế, sự chính xác của các nguồn tin và sự bảo vệ thông tin là những tiến trình đích thực để phát triển điều thiện, tạo nên sự tín nhiệm và mở ra những con đường hiệp thông và hòa bình. Vì vậy, tôi muốn mời gọi thăng tiến một phương thức truyền thông hòa bình. Đây không phải là chủ trương chỉ để ý và loan truyền những tin tức mọi sự là tốt đẹp, mà phủ nhận sự hiện hữu của những vấn đề trầm trọng, điềm vẹn dịu dàng. Trái lại, tôi muốn nói đến phương thức truyền thông không giả bộ, chống lại sự gian ác, những thứ khẩu hiệu nhắm tới những hậu quả và những tuyên bố máy móc. Cần một phương thức báo chí do con người và vì con người, trong tinh thần phục vụ, lên tiếng thay cho những người không tiếng nói. Một phương thức báo chí không thiêu hủy tin tức, nhưng dấn thân tìm kiếm những nguyên nhân đích thực tạo nên các xung đột để tạo điều kiện cho sự cảm thông từ gốc rễ và khắc phục chúng nhờ đề ra một tiến trình tốt đẹp. Một phương thức báo chí dấn thân đề ra những giải pháp khác với sự leo thang, những ồn ào, huyên náo và bạo lực bằng lời nói. Vì thế, lấy hứng từ kinh nguyện của Thánh Phanxicô, chúng ta có thể nguyện cầu đấng là chân lý. Lạy Chúa, xin biến chúng con thành khí cụ hòa bình của Chúa. Xin dạy chúng con nhận biết sự ác len lỏi trong thứ truyền thông không kiến tạo sự hiệp thông. Xin làm cho chúng con có khả năng loại bỏ nọc độc khỏi những phán đoán của chúng con. Xin giúp chúng con nói về tha nhân như những anh chị em chúng con. Chúa là đấng trung tín và đáng tin cậy, xin làm cho lời nói của chúng con thành những hạt giống sự tiện cho thế giới. Để nơi nào có tiếng ồn, xin làm cho chúng con biết thực hành lắng nghe. Nơi nào có hỗn độn, xin cho chúng con gợi lên sự hòa hợp. Nơi nào có mơ hồ, xin làm cho chúng con mang lại sự minh bạch. Nơi nào có sự loại trừ, xin làm cho chúng con mang lại sự chia sẻ. Nơi nào người ta tìm kiếm sự giật gân, xin làm cho chúng con sử dụng điều độ. Nơi nào có sự hời hợt, xin giúp chúng con đặt những vấn nạn chân thực. Nơi nào có thành kiến, xin giúp chúng con kiến tạo sự tín nhiệm. Nơi nào có gây hấn, xin làm cho chúng con mang lại sự tôn trọng. Nơi nào có giả dối, xin làm cho chúng con mang lại sự thật. Amen. Vatican ngày 24 tháng Giêng năm 2018, lễ Thánh Phanxicô de Sales, Phanxicô Giáo Hoàng. Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại bầu khí yêu thương tiếp đón mọi người của Cộng đoàn Giáo xứ các Thánh Tử đạo Uganda ở Roma. Ở đâu người ta có thể học cách luôn luôn phục vụ và phục vụ tất cả mọi người? Tôi tin là người ta học được điều này nơi Chúa Giêsu. Ngài đã dạy điều này khi nói, nếu anh em không yêu thương người khác thì làm sao có thể nói là mình yêu mến Thiên Chúa? Người ta có thể đến với Thiên Chúa bằng nhiều cách, nhưng một trong những cách mà Chúa Giêsu nói đến rất nhiều là đến với Chúa qua tha nhân. Cha Luigi Derrico,
cha xứ giáo xứ các thánh tử đạo Uganda ở Roma, đã tâm niệm điều này và giáo xứ của ngài đã được hướng dẫn bởi những lời của vị chủ chăn và trở nên một nơi đón tiếp mọi người cách nồng ấm. Thật vậy, vào một Chủ nhật mùa đông, thời tiết giá lạnh, nhưng chỉ là ở bên ngoài. Còn trong cộng đoàn giáo xứ các thánh tử đạo Uganda ở Roma, dường như có một mặt trời rực rỡ sưởi ấm những trái tim đau khổ nhất. Nhà thờ đông kín giáo dân và một bầu khí lễ hội tràn ngập, khiến cho những tín hữu nhút nhát nhất cũng cảm thấy được khích lệ bởi điều này. Các hàng ghế đầy các ông bà, cha mẹ, cô chú, các giáo dân, những đứa trẻ ngồi trên nền nhà xung quanh bàn thờ, và một em không thể kìm được sự ngưỡng mộ của mình nên thốt lên: "Cha này thật là mạnh mẽ." Ngồi giữa lòng cộng đoàn đông đảo hôm đó, có một chàng trai cao ráo khỏe mạnh đang tham dự thánh lễ thật sốt sắng. Đó là Stefano, chàng ta đang chờ đợi đến giây phút mình yêu thích. Đó là dân lễ vật. Trước khi tìm được ngôi nhà của mình tại giáo xứ này, Stefano và gia đình đã phải trải qua những khó khăn đau khổ. Khi Stefano được 2 tuổi, cậu bé đã có những dấu hiệu của một đứa trẻ tự kỷ. Những chữa trị kiên trì lâu dài đã giúp cho cậu bé có những tiến bộ hơn về khả năng nhận thức cũng như giao tiếp. Ban đầu Stefano không nói được, nhưng bây giờ cậu có thể nói vài lời, biết đọc, biết viết, chơi bóng bầu dục. Hôm 8 tháng 12 năm vừa qua, Stefano được lãnh nhận bí tích thêm sức. Ông Angelo Piero Pacci, cha của Stefano, hiểu rất rõ con mình và biết là tuy không nói được, nhưng cậu bé hiểu tất cả và biết nhận ra ngay lập tức những thái độ khiển trách, thiếu khoan dung và khinh khi, cũng như biết nhận ra sự chân thật và những cảm tình của ai đó dành cho mình. Ông Angelo cùng với vợ mình là bà Miriam luôn ao ước thông truyền đức tin cho 2 đứa con của họ là Francesco và Stefano. Điều này là điều bình thường đối với nhiều gia đình, nhưng đối với họ lại là một hành trình khổ công và đầy thất vọng. Khi họ đi tham dự thánh lễ ở nhà thờ, luôn có một ai đó chỉ xem Stefano như một đứa trẻ khó dạy và phán xét cậu bé cách nghiêm khắc, nhưng không chịu để ý rằng bệnh tình của cậu là lý do của cách cư xử khó thương của cậu. Vì trò đùa của số phận hay do một bản năng muốn giao tiếp trong những trường hợp như thế, Stefano không tỏ ra được điều tốt nhất của mình, và trước cái nhìn xét đoán và cứng rắn của họ, cậu bé trở nên căng thẳng và la to, bỏ chạy và dậm bàn chân dữ dội. Một lần, một linh mục đã phải dừng bài giảng nửa chừng và yêu cầu bà Mariam đưa Stefano ra ngoài. Trước cái nhìn kinh ngạc của chồng, bà Miriam đã đi đến bàn thờ và bà xin lỗi, giải thích rằng con trai của bà bị tự kỷ. Bà cũng cho biết là gia đình của bà đang dự định tham dự thánh lễ tại giáo xứ nơi mà con trai đầu tiên của bà đã được rước lễ lần đầu, nhưng vì họ không được đón nhận nên họ sẽ đi khỏi đó. Vị linh mục hoàn toàn đứng yên như bị đóng băng. Sau đó, gia đình Stefano đã đi hết nhà thờ này đến nhà thờ khác, với hy vọng tìm được một nơi họ có thể tự do thờ phượng và thực hiện việc thông truyền đức tin cho con cái, một nơi mà Stefano được đón nhận như chính cậu, không làm phiền, cản trở hay gây rối cho một ai. Và khi mà họ tin là mình đã tìm được một nơi như thế, thì lại có những người không thông cảm xuất hiện, cản trở hành trình hội nhập của họ. Khi mà họ hầu như mất hết hy vọng, thì vào một ngày lễ Giáng sinh, một người bạn của ông Angelo đã từ lâu không liên lạc, điện thoại cho ông Angelo. Mẹ của người bạn này là một giáo lý viên, và ông hỏi có cháu nào con của ông Angelo ở độ tuổi rước lễ lần đầu hay không. Stefano đang ở vào tuổi đó. Thế là gia đình họ đi đến giáo xứ các thánh tử đạo Uganda và mọi sự bắt đầu thay đổi. Cha xứ và các giáo lý viên của giáo xứ này rao giảng những lời yêu thương, và điều quan trọng hơn là họ thực hiện những lời này. Stefano không còn bị xem như một trái banh ở dưới chân, bị người ta đá lăn lung tung.
Nhưng sự hiện diện của cậu bé là hình ảnh phong phú của cộng đoàn. Stefano được đến một môi trường thoải mái và có những điều kiện tốt nhất để cống hiến sự tốt đẹp của mình. Stefano được đón nhận sinh hoạt chung với các trẻ em bình thường khác và được các em này đón tiếp, cùng nhau chuẩn bị cho việc rước lễ lần đầu. Ông Angelo nói về điều này như sau: "Từ sự kiện này, tôi thấy rằng lời của Chúa Giêsu khi nói với người mù từ thuở mới sinh đã được thực hiện. Không phải vì tội của anh ta, cũng không phải vì tội lỗi của cha mẹ anh ta, nhưng là để công trình của Chúa được tỏ hiện nơi anh." Gần đến giữa thánh lễ, Sir Juliana Hinostrosa mời các trẻ em tiến lên bàn thờ. Sir Juliana là tác giả của bài hát Điệu Vũ của Kitô Hữu. Các trẻ em thuộc lòng bài hát này và cộng đoàn cũng tập và biết hát trong phút chốc. Trong bầu khí vui tươi của cộng đoàn các thánh tử đạo Uganda, Stefano mỉm cười và cùng mọi người nhịp chân theo điệu nhạc vui tươi của bài hát. Và rồi cách can đảm, cậu bé cùng mọi người múa hát. Trước khi kết thúc chương trình Trong Một Đời Sống Tâm Linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Thánh Linh trong tương quan với Chúa Cha. Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta đang tìm hiểu mối tương quan giữa ba ngôi Thiên Chúa. Đức Tin Công Giáo dạy rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất xét theo bản tính, nhưng có ba ngôi vị xét như chủ thể hành động. Nhằm diễn tả tương quan giữa ba ngôi, thần học sử dụng từ ngữ phát xuất và nói rằng Chúa Con phát xuất từ Cha xét như là lời, còn Thánh Linh phát xuất từ Cha với Con như là tình yêu. Dĩ nhiên, tất cả những giải thích vừa rồi chỉ gợi lên một khái niệm nào đó mà thôi, chứ không thể nào diễn tả tất cả mầu nhiệm. Thánh Linh được coi như tình yêu liên kết giữa Cha và Con, tình yêu trao ban hỗ tương. Hơn thế nữa, tình yêu ấy không khép kín lại trong nội tại của Chính Chúa, nhưng tiếp tục trao ban rà rào ra bên ngoài. Vì thế không lạ gì mà tất cả các hoạt động của Chính Chúa ra bên ngoài đều được coi như trào ra từ tình yêu trao ban nội tại của ba ngôi. Chúng ta đọc thấy tư tưởng ấy ở số 2 sắc lệnh hoạt động truyền giáo của Công đồng Vaticano II, Adventus. Việc sai đi hay là phái cử missio của Hội Thánh bắt nguồn từ việc sai đi của Con và của Thánh Linh theo dự án của Chúa Cha. Dự án đó phát nguyên từ suối nguồn tình yêu, nghĩa là tình yêu của Cha. Cha là tình yêu nguyên thủy, từ đó Con được sinh ra và Thánh Linh phát xuất qua Con. Do lòng đấng tốt vô biên, Cha đã tạo dựng và kêu gọi chúng ta và chia sẻ sự sống và vinh quang của Ngài. Như vậy, tất cả những gì Thiên Chúa đã thực hiện đều bắt nguồn từ tình yêu rào rạt vô biên của Ngài. Nói thế có nghĩa là tất cả những gì Thiên Chúa đã làm trong vũ trụ và lịch sử nhân loại đều là bởi Thánh Linh, tình yêu trao ban và đón nhận giữa Cha với Con. Đối lại, chính Thánh Linh biểu lộ cho ta thấy Thiên Chúa là tình yêu, là hồng ân ban phát. Giới hạn, khi áp dụng những từ ngữ của loài người cho Thiên Chúa, chúng ta cần ý thức rằng chúng chỉ mang tính cách loại suy mà thôi. Quy tắc này cũng được áp dụng khi gọi Thánh Linh là tình yêu. Cái từ ngữ này có ba giới hạn. Thứ nhất, nơi Thiên Chúa không có sự phân biệt rất tiềm năng và hiện thể. Do đó, tình yêu là chính bản tính của Ngài, chứ không phải chỉ là một hành động khi có khi không. Thứ hai, nơi Thiên Chúa, tình yêu mang tính sáng tạo. Ngài không bị thu hút bởi sự thiện ở bên ngoài, nhưng Ngài tạo ra điều thiện để mà yêu mến. Thứ ba, trong lịch sử cứu độ, tình yêu Thiên Chúa tỏ ra như là tự hủy diệt. Thật vậy, nơi con người chúng ta, tình yêu thường mang tính cách chiếm đoạt đối tượng thiện hảo, nhắm chặt khư khư cho mình. Còn nơi Thiên Chúa, tình yêu thông ban, chứ không nắm giữ chiếm đoạt. Hơn thế nữa, khi ban phát thì tình yêu đó Thiên Chúa ra như hủy diệt chính mình. Chúa Giêsu đã chẳng nói rằng không có tình yêu nào cao quý cho bằng chết cho người mình yêu đấy ư?
Dĩ nhiên Chúa Giêsu áp dụng câu nói đó cho chính mình. Ngài đã tự hạ tự hủy cho tới chết trên thập giá. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nói một cách tương tự như vậy về Thánh Linh. Ngài không tỏ mình xuất hiện, nhưng mà chỉ âm thầm tác động trong vai trò là môi giới liên kết. Ngài là môi giới liên kết Cha với Con. Ngài cũng là môi giới liên kết hội thánh nên một gia đình, dẫn đưa họ về kết hiệp với Thiên Chúa. Thánh Linh được ví như là hơi thở, như làn gió, nhưng không ai thấy được hình thù của Ngài như thế nào. Ngài là tình yêu kín đáo, đẹp mình trong nội tâm sâu thẳm của Thiên Chúa, cũng như trong thâm tâm của con người. Tuy nhiên, chính nhờ việc ẩn danh xóa mình mà Thánh Linh tình yêu duy trì cho các ngôi vị tự lập, chứ không bị xóa nhòa tiêu diệt. Như đã nói, con người chúng ta mỗi khi yêu thì có khuynh hướng muốn chiếm đoạt hoàn hảo, toàn toàn người yêu, muốn hoàn toàn đồng hóa với đối tượng yêu. Còn tình yêu nơi Thiên Chúa thì không như vậy. Sự thông đạt tình yêu đòi hỏi phải duy trì hai chủ thể. Bởi vì nếu không còn là hai nữa, thì đâu còn chi mà thông đạt trao đổi. Giữa là ba ngôi Thiên Chúa luôn luôn có sự thông đạt. Tình yêu liên kết các ngôi vị tạo nên sự hợp nhất, nhưng không hủy bỏ sự phân biệt giữa ba ngôi. Đó là mầu nhiệm thông hiệp, hợp nhất trong khác biệt đa dạng. Thánh Linh tình yêu bảo đảm cho sự thông hiệp giữa lòng ba ngôi Thiên Chúa thì cũng trở thành nguyên tố và mẫu mực cho sự hiệp thông trong hội thánh. Tất cả hội thánh cần duy trì sự hợp nhất, tất cả một lòng một ý. Nhưng mà sự hợp nhất không bóp chặt tính cách đa nguyên đa dạng. Thánh Linh được ví như nhạc trưởng điều khiển cả dàn nhạc với những thanh âm nhạc cụ khác nhau để kết lên một bản hòa tấu. Tình yêu của Thánh Linh liên kết những cái tôi trở thành chúng tôi. Sự phái cử. Như trên đã nói, chúng ta biết được rằng tuy Thiên Chúa là một, nhưng Thiên Chúa đã phái Đức Kitô là Con của Ngài đến cứu chuộc chúng ta và đã phái Thánh Linh đến tiếp tục công trình thánh hóa. Đức Kitô cũng là chủ thể Thần Linh chứ không phải là một thụ tạo. Thánh Linh cũng vậy. Tuy nhiên, chỉ có một Thiên Chúa chứ không phải là ba Chúa. Thần học tìm cách xác định mối tương quan giữa ba ngôi qua việc tìm hiểu nguồn gốc của Chúa Con và Thánh Linh, và từ đó thiết lập tương quan giữa ba ngôi vị. Mối tương quan giữa ba ngôi vị cũng có thể phân tích từ một góc độ khác, được thần học đặt tên là phái cử hay là đặc cử, trong tiếng Latin là missio, bởi động từ mittere, có nghĩa là gửi đi, sai đi, phái đi, cử đi, chuyển sang tiếng Pháp và tiếng Anh là mission. Như vừa nói, sở dĩ chúng ta biết nơi Thiên Chúa có ba vị là nhờ được mặc khải rằng Đức Giêsu là Con được Chúa Cha cử đến thế gian, cũng như nhờ được mặc khải rằng Thánh Linh được Cha cử đến hội thánh. Hai việc phái cử xảy ra trong lịch sử, nhưng mà bắt nguồn từ sự phát xuất diễn ra từ hàng hữu. Giữ kiện Kinh Thánh. Khái niệm missio phái cử dựa trên các bản văn tin mừng của Thánh Gioan thì cũng được Thánh Phaolô nhắc tới ở Galat 4:4 và Roma 5:5. Nói đến hai sự phái cử, sự phái cử của Đức Kitô, sự phái cử của Thánh Linh. Thứ nhất, việc phái cử Đức Kitô. Tính đã có rất nhiều đoạn nói đến Chúa Cha đã phái Con một đến trần gian. Hai, việc phái cử Thánh Linh. Trong nhà tiệc ly, Đức Kitô hứa sẽ xin Chúa Cha phái Thánh Linh đến với hội thánh. Đấng bảo trợ là Thánh Linh Chúa Cha sẽ sai đến nhân dân Thầy, Gioan 14:26. Khi Đấng bảo trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em, Gioan 15:26. Mà điều này được tỏ lộ vào ngày phục sinh, Gioan 20:22 và lễ ngũ tuần. Truyền thống. Khái niệm phái cử được khai triển đặc biệt từ Augustino nơi tác phẩm De Trinitate. Các sự phái cử biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại. Thì các cách thức trao ban của Thiên Chúa mà ta khám phá là các cách thức hiện hữu của Ngài. Khi Thiên Chúa trao ban thông đạt mình cho con người, thì Thiên Chúa mặc khải mình là tình yêu qua sự ban phát tình yêu nơi Đức Giêsu và nơi Thánh Linh. Mục tiêu của việc phái cử là biểu lộ kế hoạch cứu độ. Hơn thế nữa, nó cũng bao gồm việc thông đạt trao ban. Cha trao Con cho nhân loại, Cha và Con trao ban Thánh Linh. Cũng như trong các lĩnh vực khác, ý niệm phái cử cần hiểu theo nghĩa loại suy. Trước đây khi bàn về sự phát xuất, chúng ta đã phải loại trừ ý niệm trên dưới trước sau, bởi vì nó đã diễn ra từ muôn thuở. Một cách tương tự như vậy, khi bàn về sự phái cử, tuy rằng nó xảy ra trong thời gian, nhưng chúng ta phải loại trừ ý niệm trên dưới, cứ như bề trên sai bề dưới. Cả ba ngôi đều ngang nhau, và thậm chí do ý tưởng cả ba ngôi được thâm nhập với nhau.
Thần học ghi nhận sự khác biệt giữa hai sự phái cử của Con và của Thánh Linh, xét theo cách thức. Con được phái đến nhập thể làm người nơi Đức Giêsu đến chịu chết trên thập giá. Đây là một sự phái cử hữu hình, missio visibilis. Ngược lại, sự phái cử của Thánh Linh thì vừa hữu hình vừa vô hình. Ta có thể xem biến có hiện xuống lễ ngũ tuần như một thí dụ của sự phái cử hữu hình. Nhưng mà phần lớn các lần phái cử Thánh Linh thì mang tính cách vô hình qua tác động ân sủng ở trong các linh hồn. Hội Thánh không ngừng khẩn nài Chúa Cha tiếp tục phái cử Thánh Linh xuống trên cộng đoàn, đặc biệt khi cử hành các bí tích. Ngoài ra, bản chất của Thánh Linh là vô hình, bởi vì không ai thấy dung nhan của Ngài hết. Từ hai sự phái cử, chúng ta thấy nảy sinh không những tương quan mới giữa ba ngôi với thế giới, mà ngay giữa ba ngôi với nhau nữa. Chúa Cha phái cử nhưng không được phái cử. Chúa Con được Cha phái cử và phái cử Thánh Linh. Còn Thánh Linh được phái cử bởi Cha và Con nhưng không phái cử. Trước đây, khi bàn về sự phái cử, thần học dựa theo Tin Mừng Thánh Gioan. Theo đó, Chúa Cha phái Chúa Con đến trần gian. Sau đó, Chúa Cha và Chúa Con phái Thánh Linh đến với nhân loại. Tuy nhiên, bên cạnh đó, ta thấy Tin Mừng Nhân Lãm có một trình bày khác. Đó là Thánh Linh tác động trên Đức Giêsu từ khi nhập thể tới lúc phục sinh. Như vậy, có một sự tương tác giữa Thánh Linh với Đức Giêsu. Không những Đức Kitô được phái đến trần gian trước Thánh Linh, mà Thánh Linh cũng đã tác động trên trần gian trước khi Ngôi Lời nhập thể. Thánh Linh đã tác động thế giới từ khi tạo thành vũ trụ, trong lịch sử dân Israel, và đặc biệt Thánh Linh tác động trong biến cố nhập thể khi kết hợp lời Thiên Chúa với con người Giêsu. Đó là điều mà giáo hội tuyên xưng: bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Con Thiên Chúa nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Thánh Linh cũng đáo xuống từ Đức Giêsu tại sông Giô-đan-ô, bắt đầu sứ vụ công khai. Như vậy, Đức Giêsu đã nhận thần khí và rồi lại trao ban thần khí cho nhân loại. Chúng ta sẽ thấy rõ điều này hơn khi tìm hiểu sự hiện diện của Thánh Linh trong lịch sử cứu độ ở trong các bài tới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.